Xin chào tất cả anh em, hôm nay mình tạo ra một cái nhóm cho anh em kiếm đạt đủ 1.000 sub uy tín nha anh em. Đầu tiên anh em nhấp với đường link mình thì nó ra một cái trang web là hội sub chéo 1.000 sub uy tín nha anh em. Anh em bấm vô nút tham gia nè. Tham gia rồi anh em bấm vào cái phần link này sub chéo cho mình thì mình trả lại nha anh em. Còn này mình tạo nhóm nha anh em. Sub để chéo qua chéo lại kiếm 1.000 lượt sub nha anh em. Uy tín nha anh em nào vô xem một phút ha, bấm nút đăng ký nha anh em. Mình là quản trị viên của nhóm group này nè, anh em nào mà không uy tín chơi mà không uy tín là mình chặn ra bỏ ra anh em. Mình mà kiểm tra mà phát hiện là mình chặn là mình không cho tham gia nhóm nha anh em. Kênh của mình là kênh Quỳnh Anh nè anh em. Anh em vô đăng ký mình thì mình trả lại. Mình cũng mới tạo group đây à anh em ơi. Có cái này là đạt được 1.000 sub la mau nè anh em. Mình vào nhóm để mình anh em tham gia nhóm đang cho một cái nhóm group này được phát triển mạnh nha anh em, là mình kiếm 1.000 lượt subscribe anh em. Anh em vào link anh em nhớ bấm nút tham gia nè. Vô mình chơi uy tín đàng hoàng. Thôi video của mình đến đây kết thúc. Xin chào tạm biệt tất cả anh em.